Phần hôm nay trong hội nghị này cũng có một cái phần về thông khí nhân tạo hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID thì cũng đã có xong đấy, cũng thảo luận rất là sôi nổi. Thì sau đây em xin trình bày một kỹ thuật này. Thì trước khi có COVID thì ECMO cũng là một cái kỹ thuật đã được áp dụng khá là phổ biến trong điều trị những bệnh nhân mà suy hô hấp nặng không đáp ứng với các biện pháp hồi sức thường quy. Thì trong COVID thì cái ECMO này vai trò của nó như thế nào? Thì trong cái nội dung bài ngày hôm nay thì em xin được điểm qua về cái tổng quan của vai trò của ECMO trong điều trị những bệnh nhân suy hô hấp nặng cũng như COVID và một số cái điểm đáng chú ý khi mà áp dụng ECMO cho điều trị bệnh nhân COVID nặng. Thì đầu tiên thì cái ECMO đây là một cái, hay là tên viết tắt từ tiếng Anh, là một cái liệu pháp trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể. Thì nó áp dụng trong điều trị hỗ trợ thay thế một phần hoặc là hoàn toàn chức năng của tim hay là chức năng của phổi trong trường hợp mà có bệnh nhân có tổn thương tim hoặc phổi rất là nặng, không đáp ứng biện pháp hồi sức thường quy. Nhưng với điều kiện là bệnh nhân này căn nguyên phải có khả năng hồi phục hoặc đang chờ ghép. Về nguyên lý thì trong kỹ thuật này thì máu của bệnh nhân từ hệ thống tĩnh mạch sẽ được rút ra ngoài cơ thể, được bơm qua cái màng trao đổi oxy ở ngoài cơ thể, được làm giàu oxy và thải CO2. Sau đấy thì sẽ được bơm trả bệnh nhân. Và tùy thuộc vào cái vị trí máu bơm trả của bệnh nhân thì sẽ quyết định cái tên gọi cũng như hay phương thức bản chất của cái ECMO. Nếu như mà máu được đổ về hệ thống tĩnh mạch, tức là trước khi qua phổi bệnh nhân đã được làm giàu oxy, thì phương thức này được gọi là VV ECMO hay là hệ thống phổi nhân tạo và có vai trò điều trị hỗ trợ thay thế phổi suy. Trong trường hợp mà máu khi được giàu oxy được bơm trở về hệ thống động mạch của bệnh nhân thì ngoài cái vai trò thay thế chức năng phổi thì hệ thống này còn có tác dụng là hỗ trợ tim trong việc mà bơm máu về hệ thống động mạch, và như vậy thì hệ thống này còn được gọi là tim phổi nhân tạo, áp dụng trong điều trị hỗ trợ những bệnh nhân suy tim nặng cấp. Ngoài ra thì có những trường hợp thì bệnh nhân có thể sẽ có tổn thương cả tim và cả phổi đồng thời thì sẽ cái máu sau khi bơm dầu oxy sẽ có thể bơm được trả về cả tĩnh mạch và động mạch, hay gọi phương thức là VVA ECMO. Thế thì ca bệnh đầu tiên áp dụng kỹ thuật này thành công cho đến nay cũng đã sấp xỉ 50 năm, gần 50 năm. Nhưng mà thời kỳ đầu như thầy cô anh chị biết thì là cái kỹ thuật nó quá là cồng kềnh. Một cái hệ thống để mà áp dụng cho bệnh nhân thì nó rất là phức tạp. Và nhờ những cái tiến bộ về mặt kỹ thuật cũng như là đặc biệt là sau cái sự áp dụng thành công ECMO trong điều trị những bệnh nhân suy hô hấp nặng do cúm H1N1 năm 2009, thì cái kỹ thuật này từ năm 2009, tức là gần 10 năm trở lại đây, thì đã phát triển một cách rất là mạnh mẽ ở khắp các cái châu lục. Và cho đến nay thì đây là dữ liệu tổng hợp các cái ca bệnh mà được báo cáo trên hệ thống của một tổ chức gọi là ELSO hay tổ chức ECMO thế giới, thì thấy là cũng đã cho nay hơn đến gần 130.000 ca bệnh đã được áp dụng. Trong đấy thì tỷ lệ thành công cho điều trị suy hô hấp nặng từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cho đến người lớn thì tỷ lệ thành công cũng sấp xỉ khoảng trên 60%. Vậy thì câu chuyện là ECMO nó có vai trò trong điều trị suy hô hấp mà cho COVID hay không? Thì những cái báo cáo ban đầu trong 6 ca bệnh đầu tiên áp dụng ECMO tại Trung Quốc thì đến 5 ca bệnh tử vong. Cái điều này nó làm dấy lên một cái lo ngại, đến một cái băn khoăn là liệu ECMO có thể nó không có vai trò trong điều trị bệnh nhân COVID, và cũng đã gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng tuy nhiên thì vì suy luận rằng là đây là một cái liệu pháp điều trị cứu cánh trong trường hợp các biện pháp điều trị hồi sức thường quy khác mình đã áp dụng mà bệnh nhân không thể cải thiện được thì ECMO vẫn được áp dụng. Và chính vì thế thì cho đến nay ở tất cả các trung tâm hồi sức điều trị trên thế giới thì cũng đã vẫn áp dụng kỹ thuật ECMO. Và đây là cái số liệu thống kê cách đây 2 ngày của tổ chức ELSO, thì chúng cho thấy là cho đến nay cũng đến hơn 3.400 trường hợp suy hô hấp nặng do COVID đã được áp dụng. Và một cái ấn tượng là cái tỷ lệ cứu sống bệnh nhân cũng khoảng tầm hơn 55%, cũng xem với các cái căn nguyên ARDS hoặc căn nguyên khác. Và một điều nữa là đây là số liệu của các cái trung tâm mà được đăng ký trên cái hệ thống tổ chức đã đăng ký cùng với tổ chức ELSO. Còn lại rất nhiều các trung tâm hồi sức trên thế giới khác mặc dù đã triển khai kỹ thuật này nhưng mà số liệu không được báo cáo. Ví dụ như tại Việt Nam thì như em được biết là chỉ có Bệnh viện Chợ Rẫy là một site của cái trung tâm ELSO mà mình có báo cáo một ca. Thế còn ngoài ví dụ như Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, chỗ thầy Bình và chỗ chúng em thì cũng đã triển khai kỹ thuật này khá là nhiều, nhưng mà số liệu này cũng không được cập vào đây. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ECMO là nó cũng vẫn còn có vai trò hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp nặng do COVID. Nhưng vậy thì có những cái điểm gì khác biệt thêm không? Thế thứ nhất là về chỉ định thì em xin điểm lại là
Đây là cái hướng dẫn của ELSO về chỉ định cho ECMO. Tức áp dụng trong ECMO VV trong trường hợp bệnh nhân suy hấp thì người ta sẽ áp dụng khi sẽ có những cái chỉ định, có những tiêu chí nhất định. Ví dụ như khi bệnh nhân giảm oxy máu quá mức, giả sử như PaO2, cái chỉ số P trên F dưới 60 trong vòng khoảng 3 giờ, hay là dưới 50 trong vòng 3 giờ, hay là những trường hợp mà tăng CO2 gây toan hô hấp pH dưới 7,2, thì về cơ bản cái chỉ định thì em thấy không khác biệt, với tức là ELSO khuyến cáo không khác biệt nhiều của bệnh nhân ARDS với căn nguyên khác trọng và COVID. Nhưng tuy nhiên thì một cái điểm khác biệt rất lớn, như thầy cô và anh chị biết, thì trong các hướng dẫn cũ của ELSO thì không có cái chống chỉ định tuyệt đối áp dụng cái về cái kỹ thuật ECMO. Người ta chỉ đưa ra một cái số cái chống chỉ định tương đối về kỹ áp dụng kỹ thuật này. Nhưng ở trong những bệnh nhân COVID, bởi vì là cái hoàn cảnh, có thể cái nguồn lực để thực hiện được kỹ thuật này nó không hề dễ dàng. Và khi mà đại dịch, khi mà số lượng ca cần chỉ định ECMO tăng lên, thì để làm sao đảm bảo được hiệu quả tối ưu của cái biện pháp này thì người ta mới đưa thêm, người ta cân nhắc một số cái chống chỉ định mà như các thầy cô anh chị thấy. Ví dụ như những cái bệnh nhân mà có những bệnh lý, bệnh thận mãn tính, những bệnh nhân xơ gan, tiểu đái tháo đường nặng, thì đây thì mình cũng thấy là tại Việt Nam mình thì như các thầy cô anh chị biết là khi mà dịch bùng phát ở Đà Nẵng thì số lượng các cái bệnh nhân nặng tập nhiễm rơi vào nhóm bệnh nhân có bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh suy thận mãn tính, chạy thận chu kỳ. Quả thực là vì số lượng ca trong cộng đồng mình chưa bùng nhiều, và vì cái mong muốn là cố gắng làm được càng nhiều, cứu sống được càng nhiều ca càng tốt, để đảm bảo cho cái vấn đề về chính trị cũng như là yên tâm trong dân, thì mình cũng đã cố gắng làm. Nhưng phần lớn các bệnh nhân suy thận mạn và chạy thận chu kỳ chúng ta cũng cố làm, nhưng cuối cùng kết cục cũng không cứu được cái ca nào. Ngoài ra nữa thì về mặt chỉ định thì trong tổ chức ELSO cũng khuyến cáo là để đảm bảo được tối ưu cái vai trò của ECMO trong điều trị các cái bệnh nhân suy hấp nói chung, thì người ta cũng sẽ phải cân nhắc và tùy thuộc vào tình hình dịch. Ví dụ như các cái mức độ dịch mà như ở Việt Nam mình số lượng ca trong tầm kiểm soát được thì mình có thể vẫn sẽ cân nhắc chỉ định giống như thông thường. Nhưng trong các cái trường hợp mà nếu như mà dịch nó bùng phát, nguồn lực của mình không đủ được, thì mình sẽ phải hết sức là cân nhắc cái vấn đề chỉ định mà can thiệp ECMO cho bệnh nhân. Một điểm nữa là về vấn đề đạo đức, có lẽ là trước kia mình sẽ không phải để, cũng sẽ ít phải so sánh, sẽ phải đặt ra. Thế nhưng mà trong vụ dịch, giả sử như khi mà mình sẽ phải lựa chọn, mình có chỉ có một máy ECMO áp dụng trong điều trị cho một bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp, người ta có thể trong vòng khoảng 1 tuần, 10 ngày người ta có thể hồi phục được, hay là sẽ làm cho một bệnh nhân COVID nặng mà cần phải ôm một cái máy ECMO của mình mất tầm độ khoảng 3-4 tuần, thì đấy là cái mà mình sẽ phải cân nhắc. Một cái điểm nữa là khi, kể cả khi chưa có cái dịch COVID xảy ra, thì khuyến cáo về việc mà thực hiện xây dựng một trung tâm ECMO thì người ta cũng khuyến cáo không nên tổ chức, không nên triển khai cái kỹ thuật này một cách tràn lan ở tất cả các bệnh viện, khu vực hay thành lập quá nhiều trung tâm. Bởi vì cái chuyện mà đầu tư nguồn lực và cái chuyện mà hiệu quả cũng như đầu tư con người để làm được, thì người ta khuyến cáo là nên thực hiện kỹ thuật ECMO nếu như ở trung tâm của mình có thể thực hiện kỹ thuật này ít nhất là 6 ca trong vòng 1 năm. Bởi vì tránh tình trạng là mình đào tạo nhân viên, đầu tư nguồn lực rồi, nhưng mà ví dụ 2 tháng mới thực hiện, quá 2 tháng thực hiện một ca có thể lại quên. Cái điều này thì sẽ khó khăn trong việc mà thực hiện cái kỹ thuật này. Và như chúng em biết, khi mà vào hỗ trợ miền Trung thì thực hiện tại một cái đơn vị chúng em làm, cũng thực hiện làm triển khai 3 ca ECMO. Thực ra về mặt kỹ thuật để triển khai cái này không quá khó, nhưng đào tạo được một team để mà có thể theo dõi và vận hành cái hệ thống đấy thì lại là cả một vấn đề. Từ cái chuyện mà theo dõi bình thường cho đến điều chỉnh đông máu, cho nên là khi mà triển khai 3 ca ở một cái trung tâm lớn ở miền Trung, chúng ta cũng thất bại, bởi vì cái chuyện mà cái điều kiện theo dõi của chúng ta cũng sẽ không thực đảm bảo tốt. Thế thì về mặt kỹ thuật, cái kỹ thuật ECMO thì với bệnh nhân COVID thì cũng em không tìm hiểu các cái Ivan và các khuyến cáo các hộ, thì người ta không thấy có sự khác biệt về mặt hướng dẫn thực hành làm priming hệ thống như thế nào, thực hiện đặt như nào. Nhưng chỉ có điều là người ta khuyến cáo, đấy là thứ nhất là cái vấn đề ưu tiên là phải lưu ý đến an toàn cho bệnh nhân, an toàn cho nhân viên y tế để thực hiện. Mặc dù kỹ thuật ECMO thì là làm can thiệp đến mạch máu, vào đến máu, thì nó không, cái nguy cơ lây và phơi nhiễm không nhiều, nhưng mà có nghĩa là kỹ thuật đấy mình thực hiện trên nền mà bệnh nhân mà thường là đã phải can thiệp thở máy, thường đã phải là những bệnh nhân dương tính, thì người ta khuyến cáo là cần phải có xây dựng các cái quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn rất là tốt.
Cũng như nữa là sẽ phải cần phải trang bị các cái phương tiện về phòng hộ cá nhân đảm bảo để tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế. Và một điểm người ta khuyến cáo là phải cần tập huấn về việc mà sử dụng các cái phương tiện phòng hộ này, cũng như là tập huấn sử dụng phương tiện phòng hộ này trong quá trình thực hiện. Nói như vậy thì các thầy cô anh chị cũng tưởng tượng là nó, việc mà mình tập huấn dùng đã đành, hàng ngày thì dùng cái bộ áo choàng rồi các phương tiện như thế, và sau đấy khi làm ECMO mình lại mặc thêm cả cái bộ để đảm bảo vô khuẩn nữa, thực sự nó rất là cồng kềnh trong và trong cái thời tiết nóng nực, thì nếu mà làm việc đấy quả thực là cũng không hề dễ dàng, mà cần phải có tập huấn, cần phải có được đào tạo trước đấy thì nó tránh những cái sai sót để làm hạn chế nguy cơ lây cho nhân viên y tế. Thế còn về trong quá trình theo dõi bệnh nhân ECMO với theo dõi bệnh nhân mà được thực hiện ECMO với bệnh nhân COVID thì có cái điểm gì khác không? Thứ nhất thì bình thường thì với một bệnh nhân theo dõi ECMO thì thì ELSO khuyến cáo là lý tưởng nên có một tỷ lệ là ít nhất là một nhân viên trên một bệnh nhân. Thế nhưng mà trong cái điều kiện nếu mà nguồn lực, nếu mà đại dịch bùng lên nhiều thì quả thực cái điều kiện này sẽ là khó để thực hiện được. Thứ hai nữa là người ta khuyến cáo là theo dõi thì nếu trong trường hợp mà mình không có đủ nguồn lực để mà theo dõi trực tiếp thì có thể cố gắng là tối ưu các cái phương tiện theo dõi từ xa nếu có thể. Và một cái điểm khác nữa là vì trong cái ECMO này như thầy Bình cũng đã trình bày, cũng như các thầy cô anh chị biết là có cái tình trạng là tăng đông rất là nhiều, cho nên là luôn luôn phải sẵn sàng có cái hệ thống ECMO khác để thay thế, chứ nếu không, bởi vì là nếu mình không chuẩn bị sẵn cái quá trình thay thì bệnh nhân có thể sẽ nguy kịch trong trường hợp đấy. Thì thực ra ở Việt Nam mình chưa triển khai nhiều, nhưng mà cái này thì thầy Bình như chúng ta cũng biết rất rõ là ở bệnh cái K91 của chúng ta thực hiện trong vòng 5 ngày đầu tiên chúng ta phải thay đến 3 màng ECMO. Mà như các thầy cô biết là bình thường nếu mà một cái quả ECMO, một màng ECMO đấy, nếu mà mình theo dõi đông máu tốt tại bệnh viện chúng em có thể duy trì hàng bình quân là hãng khuyến cáo là 2 tuần, nhưng chúng em có thể duy trì thậm chí hàng tháng, hoặc là có những trường hợp đến 2 tháng mình vẫn có thể giữ được mà đảm bảo chức năng màng mà không gây ra rối loạn. Thế nhưng trong COVID thì câu chuyện là nó rất dễ tăng đông, thì đấy là cái mà điểm mà mình cần phải chú ý. Và thứ hai là về cái thở máy cho bệnh nhân ECMO, thì về cơ bản thì các cái khuyến cáo về thở máy cho bệnh nhân ECMO COVID hay bệnh nhân thường không có sự khác biệt nhiều lắm. Tất cả các cái khuyến cáo thường hướng đến cái chiến lược là bảo vệ phổi cho bệnh nhân. Mặc dù là cho đến nay thì các cái khuyến cáo để thở máy cho bệnh nhân ECMO thì vẫn chưa có nhiều cái nghiên cứu để tức là chưa dựa trên nhiều các nghiên cứu, nhưng chủ yếu là suy luận từ các nghiên cứu từ bệnh nhân ARDS chuyển sang. Và một điểm nữa là có thể cái mục tiêu cái đích PO2 trong này thì họ khuyến cáo là hơi thấp. Về phần huyết học ấy thì mình cũng cân nhắc, tức là lưu ý là cần phải bình thường là khi mà làm ECMO thì chúng ta cần phải sử dụng heparin để bảo vệ màng, tránh hiện tượng đông màng. Và vì bệnh nhân COVID có tình trạng tăng đông cho nên là chúng ta sẽ cần phải xu hướng có người ta cân nhắc cái chuyện là gia tăng cái đích, gia tăng cái liều các thuốc chống đông để bảo vệ. Cũng như là ngoài ra thì các cái hướng dẫn về các cái mục tiêu duy trì về hemoglobin tiểu cầu hay fibrinogen thì cũng không khác biệt so với các cái quan ngôn cũ. Còn các cái khuyến cáo ví dụ như sử dụng các thuốc tiêu sợi huyết thì cho đến nay thì chưa có cái bằng chứng nó mạnh mẽ và chưa khuyến cáo mạnh. Trong việc thực hiện các cái thủ thuật cho các bệnh nhân khi mà đã được can thiệp ECMO thì người ta cân nhắc hết sức, người ta khuyến cáo là hết sức là cân nhắc, bởi vì là ví dụ như là các cái thực hiện là nội soi phế quản hay là thực hiện bất kỳ cái biện các thủ thuật gì trên bệnh nhân thì chúng ta cũng phải luôn luôn cân nhắc lợi ích và nguy cơ, đặc biệt là cần phải sử dụng các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ để tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế. Trong bệnh nhân COVID thì người ta khuyến cáo ưu tiên sử dụng có thể là sử dụng cái siêu âm để tối ưu xác định các vị trí tối ưu của cannula, hay là siêu âm để đánh giá theo dõi cái diễn biến của tình trạng phổi của bệnh nhân, và cân nhắc cái chuyện mà hạn chế việc mà thực hiện chụp CT. Thực ra thì bình thường đối với một bệnh nhân ECMO, chúng ta cũng đã để mà đưa đi chụp CT được bệnh nhân thì cũng đã rất là khó khăn rồi. Trong COVID nếu mà để phân luồng được chuyển đến cái vị trí chụp để kiểm soát nhiễm khuẩn, quả thực cái việc đấy lại càng khó khăn hơn. Thì vì thế nên người ta ưu tiên là sử dụng các phương tiện tại chỗ mình có, ví dụ như máy chụp X quang tại giường hay là máy phương tiện siêu âm để làm chẩn đoán, hơn là những phương tiện mà phải đưa bệnh nhân đi. Ngoài ra nữa thì như thầy cô và các anh chị cũng biết thì
cái vận động trị liệu thì đang có xu hướng đã được chứng minh là có hiệu quả rất rõ với các bệnh nhân nặng. Thế nhưng tuy nhiên thì đấy là những cái biện pháp người ta gọi là tối ưu các điều trị cho bệnh nhân, thì trong COVID thì có thể mình sẽ rất khó để mà cầu toàn được cái việc đấy. Cho nên là người ta cũng sẽ cân nhắc nguy cơ, nếu mà giữa cái chuyện mà nguồn lực mình có nguy cơ lây cho nhân viên mà mình sẽ áp dụng những cái biện pháp vậy. Các cái liệu pháp khác thì cho đến nay thì người ta cũng chưa thấy có đủ bằng chứng để khuyến cáo là trong bệnh nhân khi mà COVID làm ECMO, hay bệnh nhân ECMO thông thường thì cái liều các cái thuốc, ví dụ như là các thuốc kháng sinh, các thuốc corticoid hay là sử dụng các biện pháp lọc hấp phụ cytokine cùng với hệ thống ECMO như nào, thì người ta chưa có thấy những khuyến cáo mạnh mẽ về các cái biện pháp này. Và một cái vấn đề khác nữa là ELSO cũng khuyến cáo là từng đơn vị một tùy thuộc vào tình hình của dịch, thì mình sẽ phải xây dựng các cái, mình sẽ phải đối mặt các cái vấn đề về đạo đức khó khăn, tức là sẽ phải xây dựng các quy trình, ví dụ các tiêu chuẩn khi nào thì mình sẽ dừng ECMO. Ví dụ như là bình thường là người ta gợi ý là có thể nếu áp dụng ECMO tim cho một bệnh nhân mà thấy nếu mà sau 10 ngày mà tình trạng bệnh nhân không cải thiện thì có thể là cân nhắc đến chuyện là dừng ECMO. Với bệnh nhân phổi cũng thế, nếu mà mình áp dụng trong vòng 2 tuần hay là 3 tuần bệnh nhân không cải thiện có thể dừng, thì cái chuyện đấy là tùy thuộc vào tình hình dịch, đúng không? Nhưng mà khi mà giả sử như ở mình, khi mà số lượng mình bệnh nhân chưa quá tải thì có những ca của mình vẫn áp dụng, mình vẫn cố làm như ca 91 mình áp dụng trong thời gian cũng đến gần 2 tháng trời, đúng không? Và thì cái đấy là sẽ phải linh động tùy đơn vị, tùy vào cái điều kiện tình hình dịch ạ. Vâng. Và để như vậy thì kết luận lại về cái vai trò của ECMO, thì như em thấy là ECMO thì nó vẫn là một cái kỹ thuật mà có thể áp dụng trong điều trị những bệnh nhân COVID nặng. Và trong cái thực hiện kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân COVID nặng thì mình lưu ý là cần chỉ định cho bệnh nhân thì sẽ cần phải, người ta khuyến cáo sẽ cần phải chặt chẽ hơn và sẽ phải cân nhắc giữa cái điều kiện nguồn lực của mình có, cũng như là cân nhắc giữa cái nhu cầu ECMO của bệnh nhân COVID và các bệnh nhân khác nữa. Về quy trình thực hiện ECMO thì không khác biệt so với bệnh nhân khác, nhưng trong quá trình chăm sóc thì một số lưu ý có thể sẽ cần phải gia tăng liều thuốc kháng đông để bảo vệ màng và cũng sẵn sàng để thay thế màng, và đặc biệt là nhấn mạnh là cần phải ưu tiên các biện pháp trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ để tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế. Và trên đây là những cái nội dung chính em xin được cảm ơn các thầy cô đã nghe. Cảm ơn bác sĩ.